Vỡ mộng tình trong mơ. Chà, đôi chim non này trông cũng ra gì đấy chứ, không thể để lỡ mất được. Chào hai em, anh là David, nhiếp ảnh gia, đang thực hiện bộ ảnh Hoa cỏ bốn mùa. Hai em có thể cho anh xin một kiểu ảnh chứ? Hai em lọt vào ống kính của anh, quyến rũ, còn hơn cả sắc tím oải hương nữa. Dạ, anh quá lời rồi, bọn em cũng đang đi chụp ảnh đây nè. Được anh nhiếp ảnh chụp cho thì còn gì bằng. Hai em uống nước đi. À, nhớ ghi lại cho anh số điện thoại, địa chỉ để gửi ảnh nha. Anh David chu đáo quá à. Trời trẻn quá. Anh không còn kịch bản nào mới hơn để thay người tình hả? Lọt vào khung hình máy ảnh, rồi xin chụp ảnh, xin số điện thoại, sau đó lại hẹn hò rồi cùng nhau ong bướm. Anh coi tôi là gì hả? Kìa Linda, em quá lời rồi. Đây chỉ là công việc thôi. Tôi còn lạ gì kiểu công việc của anh nữa. Mới tháng trước, anh cũng đã làm quen tôi bằng cách này rồi mà. Cái đồ đàn ông lăng nhăng. Cô quá đáng rồi nha. Cô đã là gì mà đòi quản tôi chứ? Cả đời David này không thiếu phụ nữ mà phải vương vấn người như cô. Chấm dứt quan hệ tại đây nha. Đừng có bà phá đám người khác. Anh, đồ khốn kia. Đúng là con bé rách việc, làm hỏng chuyện của mình. Đối với David này, chưa ký vào tờ đăng ký kết hôn, hay ký rồi đi chăng nữa, cũng đừng hòng kẻ nào ràng buộc được mình. Ôi trời ơi, trúng xét gì đẹp này rồi, tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn. Người đâu mà khả ái bốc lửa thế chứ. Xin chào, tôi có thể ngồi đây cùng ngồi uống một ly rượu và tận hưởng đêm nay chứ? Tùy anh thôi. Mình nên xưng hô thế nào cho phải phép đi? Hỏi một cô gái như vậy, xem ra anh vẫn là trai ngoan. Lời nói của em quyến rũ, chả kém gì dáng vẻ. Tôi là David Hô Dơ, mình kết bạn nha. Đàn ông các anh kết bạn lung tung ở nơi ánh đèn sân khấu tỏ hơn mặt người thế này, lẽ nào không chút lo lắng? Phụ nữ nguy hiểm lắm đó nha. Cô nàng này vừa nóng bỏng vừa khí chất, lại có chút bí ẩn và hay ho, đúng chuẩn tình trong mơ của mình. Không thể để nàng sống mất, cần phải đánh nhanh tiêu diệt gọn. Em thú vị thật đấy. Lẽ ra người ta sẽ nói điều ngược lại chứ, ai lại đi đề phòng một cô gái yêu kiều như thế bao giờ. Nhưng được kết bạn cùng em, nguy hiểm thế nào tôi cũng chẳng mang. Tôi nhận ly rượu vang đỏ này. Mình nhảy một bài nha. Bàn tay xinh xắn này thường ngày vẫn cầm dao đó. Cầm dao. Anh đang nghĩ đi đâu vậy? Tôi là một bác sĩ ngoại khoa. Thật bất ngờ, lần đầu tiên tôi gặp một nữ bác sĩ ngoại khoa xinh đẹp và cá tính thế này đấy. Trước đây thôi, giờ tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường của gia đình. Anh hãy bỏ ý định kết thân đi, tôi đã có chồng rồi. Tôi đã mê đắm em từ cái nhìn đầu tiên, em biết không? Hôm nay em không chỉ bước vào quán bar với rượu vang, với nhạc sôi động, em đã bước vào trái tim của tôi rồi. Em đã có gia đình, điều đó trong mắt tôi chỉ làm em mặn mà và quyến rũ hơn mà thôi. Anh đi quá xa rồi đó. Thôi muộn quá rồi, tôi nghĩ là mình nên về. Nói đi là đi ngay vậy sao? Chưa có cô nàng nào từ chối David lãng tử mình như thế. Gì thế? Chẳng phải anh đang mong muốn đi theo tôi sao? Em... Chồng tôi đi công tác liên miên, tình cảm hai chúng tôi vốn chẳng còn mặn mà. Tôi tự hỏi, có phải mình đã già, bị hắt hủi rồi hay không? Thanh xuân của tôi đã bị chôn vùi trong cuộc hôn nhân đó rồi. Em nói gì vậy? Em chính là thanh xuân. Em đẹp hơn mọi cô gái anh từng gặp. Đừng khóc nữa. Anh hiểu, con người như em xứng đáng có một vị trí tốt hơn bên cạnh một người đàn ông khác. Nghe những lời em nói ban đầu,
là anh biết em vốn không muốn đến những nơi này đúng không? Hãy về đúng nơi em thuộc về đi. Còn bây giờ để anh gọi taxi đưa em về nha. Cảm ơn anh, em có xe rồi. Như thế này được chứ? Ý em là gì? Sao lại... Em vẫn đang trong một cuộc hôn nhân. Em không muốn anh chủ động tìm đến em khi em chưa dứt khoát với chồng của em. Sao em biết là anh sẽ tìm đến? Thôi cũng được, anh đi đi, cứ để em về một mình. Ý anh là em có bịt mắt hay trói chân tay anh cũng được hết đó. Anh thật biết nói đùa, nhưng em sẽ đưa anh đến một nơi an toàn. Cảm giác có người dẫn đường cũng tuyệt đó chứ, đúng không? Được gặp em hôm nay đúng là định mệnh của anh. Em đúng là mẫu người trong mộng của anh đó. Anh biết không, em vốn rất sợ những buổi tối. Em thường thức thâu đêm với những ly rượu vang này. Nhưng hôm nay không còn đáng sợ nữa rồi. Điện thoại và ví vẫn còn đi. Nếu cô ta là kẻ lừa đảo thì phải lấy đi tất cả chứ. Chuyện gì đã xảy ra? Sao mình không nhớ được gì hết? Đau quá, lực mình làm sao thế này? Không, thưa bác sĩ, rốt cuộc đã có chuyện gì ạ? Vết khâu lớn ở lưng của tôi là sao? Thiếu một quả thận, kết quả của tình một đêm đúng vậy không? Một quả thận? Bác sĩ đang nói gì vậy? 7 tháng gần đây, anh là trường hợp thứ tư bị như vậy rồi. Cảnh sát đang vào cuộc điều tra. Đây có lẽ là hành vi của một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên đánh cắp các bộ phận trong cơ thể con người. Anh nên đến khai báo công an đi. Bàn tay xinh xắn này thường ngày vẫn cầm dao đó. Anh nên cảm ơn trời đất là thứ anh bị đánh cắp là một quả thận chứ không phải hai, và chưa phải là trái tim của anh. David ơi, tất cả những gì mày gặp hôm nay, mày còn có thể trách ai được chứ? Cậu bé thép. Chào buổi sáng. Chào các cậu. Clean, cậu lại đến sớm đút lò sữa cho lớp đấy hả? Cậu thật tốt bụng và chu đáo Clean ạ. Có gì đâu, tớ cũng thích việc đó mà. Cảm ơn cậu nhiều nha. Mà cậu đi sớm vậy, tớ hôm nào cũng thèm ngủ. Ước gì ngủ thêm một chút. Tớ dậy sớm quen rồi. Với lại, tớ cũng thích việc đốt lò. Có chút lửa vào sẽ sưởi ấm cho căn phòng của chúng ta hơn. Bên ngoài lạnh lắm. Mai sau, hôm nào Glenn yêu quý cũng đến sớm đốt lò sẵn cho cả lớp. Ngồi xoa tay một lúc cơ thể sẽ ấm hơn đấy. Ừ. Ngày nào mà lớp vắng cậu, chắc sẽ buồn lắm đấy Glenn ạ. Và sẽ không có ai đi sớm để đốt lò sữa cho cả lớp. Chúng ta sẽ bị lạnh cống khi đến lớp đó. Glenn tuyệt vời. Glenn number one. Trời ơi cháy kìa, lớp học bị cháy mất rồi. Mau gọi cứu hộ. Glenn, bạn ấy vẫn còn trong lớp. Làm ơn có ai không? Hãy cứu lấy bạn ấy. Glenn. Tôi rất lấy làm tiếc thưa bà. Cậu bé bị tổn thương quá nặng do ngọn lửa lớn. Cơ thể thằng bé hầu như đã bị phá hủy và hiện đang rơi vào trạng thái chết dần. Ôi không, bác sĩ, hãy nói rằng đây không phải là sự thật. Biết bà rất đau lòng, nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Mong bà vượt qua được cú sốc này. Tại sao lại thế này? Glenn ơi, con trai tôi. Glenn, con trai yêu quý của mẹ.
chàng trai tốt bụng của mẹ. Tỉnh dậy đi con, chẳng lẽ con lại ra đi bất ngờ thế này sao? Mẹ sẽ không chịu được mất. Glenn, con ơi, xin đừng bỏ mẹ. Mẹ không muốn tin đây là sự thật. Mẹ xin con đấy. Glenn, có phải con vừa động đậy không? Con nghe mẹ nói phải không Glenn? Bác sĩ, thằng bé vẫn còn sống. Glenn vẫn còn sống. Ôi, thật là một kỳ tích. Tôi chưa từng thấy ca bệnh nào như thế này. Cậu ấy đúng là một trường hợp đặc biệt. Để tôi kiểm tra nhịp tim của cậu bé. Cậu mong cho phước lành đến với con trai của tôi. Glenn, con trai của mẹ, mạnh mẽ lên con. Mẹ tin con sẽ làm được. Thật kinh ngạc về tinh thần của thằng bé. Với tai nạn này đến với người lớn cũng khó có thể vượt qua. Nhưng thằng bé thì không. Như vậy có nghĩa là con trai tôi hoàn toàn có hy vọng phải không bác sĩ? Con trai bà quá kiên cường, khiến tất cả y bác sĩ chúng tôi đều bất ngờ về sự phi thường đó. Chúng tôi đều đã hội chẩn thằng bé không thể nào chống cự lại được. Không ngờ cháu nó có phản ứng lại. Tôi biết mà thưa bác sĩ, tôi tin thằng bé. Nó vốn là đứa trẻ rất vui tươi, thích hoạt động và đặc biệt nó có trái tim rất ấm áp. Thằng bé thường xuyên đến lớp sớm để quét dọn, đốt lò trước khi cô giáo và các bạn đến. Con trai bà đúng là một chàng trai ấm áp, thật là tội nghiệp cậu bé. Nhưng nghe bác sĩ nói thế này, có nghĩa là tín hiệu vui rồi phải không ạ? Tôi mong là thế lắm. Có điều... Có điều gì thưa bác sĩ? Có điều ngọn lửa đã thiêu rụi hầu hết da thịt phần dưới cơ thể. Cậu bé sẽ phải chịu đựng là một đứa trẻ tật nguyền suốt đời, vĩnh viễn không thể đi được. Ôi! Hey, điều đáng nói là sự đau đớn này sẽ vô cùng khủng khiếp. Nó còn quá sức đối với một cơ thể người lớn, trong khi con bà mới chỉ là cậu bé. Nhìn thằng bé nằm thế thôi nhưng đang đau đớn khi từng phút trôi qua. Điều ấy thật sự kinh khủng với một cậu bé 7 tuổi. Vậy có nghĩa là thế nào thưa bác sĩ? Tôi vẫn chưa hiểu ý bác sĩ. Tôi xin lỗi, tôi không muốn nói ra điều này. Tuy cậu bé đã có phản ứng lại, nhưng cũng chỉ một phản ứng lâm sàng nhẹ. Tôi e đó cũng không hẳn là tín hiệu vui. Giải pháp tốt nhất lúc này đó là để thằng bé bớt đau đớn thì... Hãy để thằng bé... Ôi, đừng! Đừng! Tôi không muốn! Tôi chỉ e một đứa trẻ 7 tuổi khó chống chọi được cơn đau đớn. Có thể thằng bé hầu như chỗ nào cũng bị tổn thương. Không, không! Glenn à! Mẹ phải làm sao đây? Mẹ không muốn kéo dài sự đau đớn của con, nhưng mẹ cũng không muốn mất con. Ôi, bác sĩ nhìn kìa, thằng bé đang cử động. Đó có thể là phản ứng với thuốc mà thôi thưa bà. Không đâu thưa bác sĩ, trực giác của người mẹ mách bảo với tôi rằng thằng bé nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta, và nó đang muốn gửi đến một thông điệp rằng nó hoàn toàn có thể qua được cuộc thử thách này. Tôi đã có quyết định của mình. Tôi từ chối cái chết nhẹ nhàng đó. Xin các ngài hãy cố gắng hết sức cứu con trai tôi. Tôi tin thằng bé sẽ vượt qua được, vì con trai tôi vốn dĩ rất kiên trì. Cậu quả là đặc biệt Glenn à. Hãy cứ giữ tinh thần dũng cảm và ý chí mạnh mẽ này nhé. Tôi sẽ cố gắng hết sức và sẽ luôn theo dõi quá trình bình phục của cậu. Một thời gian sau. Con có muốn ra ngoài đi dạo một chút không Glenn? La 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 la, đôi chân ta đi qua bao ngã đường,
chân đi nhanh, chân đi chậm. Bắt tớ đi này. Tớ nữa, tớ ở đây cơ mà. Mẹ. Gì thế hả con? Ngày nào mẹ cũng phải bóp chân cho con như vậy, mẹ có chán không? Con được như thế này là phước lành và hạnh phúc lắm rồi. Còn điều gì quý giá hơn sự sống nữa? Mà sao con lại hỏi như thế hả Glenn? Vì con không muốn mẹ phải làm như thế mãi nữa. Con nhớ đôi chân của mình ngày xưa. Con đang nói gì thế Glenn? Hãy tự tin lên con yêu. Đôi chân không phải là tất cả. Chỉ cần nhìn thấy con khỏe mạnh thế này là mẹ hạnh phúc rồi con yêu ạ. Mẹ lúc nào cũng ở bên con. Mẹ không thể ở bên con mãi được. Con không muốn mình trở nên vô dụng. Con muốn được đi lại. Đôi chân vẫn nằm đây và con muốn khôi phục nó. Con muốn tự đi. Con cần tập đi. Con sẽ đi được. Mẹ không phải ngày ngày sáng tối ngồi bóp chân cho con thế này nữa. Mẹ tin con chứ? Ôi Glenn, con trai mẹ. Mẹ tin con chứ? Con đã làm được điều phi thường, đó là dành sự sống cho mình. Đến cả các y bác sĩ cũng đều không ngờ. Một ngày đẹp trời con trai ạ. Hôm nay hai mẹ con mình sẽ đi dạo thật lâu để hít hà bầu không khí tuyệt vời này nhé. Vâng ạ. Mày sẽ làm được Glenn ạ. Sẽ làm được. Nào, bắt đầu thôi. Ôi Glenn, con sao đấy? Có đau lắm không? Glenn, Glenn, con định làm gì thế? Con tập đi mẹ à. Nếu khó khăn quá thì từ từ thôi con ạ. Không sao ạ. Con có sao không Glenn? Đầu gối của con chảy máu mất rồi. Con không sao mẹ ạ. Con có cảm giác mình có thể đi lại được lần nữa. Thật ư con yêu? Vâng mẹ. Con không hề thấy đau gì cả. Con cũng chẳng thấy khó khăn gì. Con chỉ thấy mình có thể đi được một lần nữa. Ôi Glenn, con trai mạnh mẽ của mẹ. Con sẽ đi lại được. Mẹ sẽ giúp con mỗi ngày. Mẹ tin chúng ta sẽ làm được. Con cảm ơn mẹ. Mình tự hứa sẽ làm được. Sẽ đi được. Sẽ đi được. Một, hai, ba. Chín, mười, mười một, mười hai. Năm năm sau. Glenn cố lên, Glenn cố lên, Glenn vô địch, Glenn chiến thắng. Hoan hô, hoan hô. Chúc mừng Glenn, quá tuyệt vời. Tuyệt lắm con yêu. Mẹ yêu con. Con đã làm được rồi. Đôi chân của Glenn đã chiến thắng cuộc thi chạy điền kinh. Mẹ tự hào về con lắm, con trai ạ. Đó là nhờ có mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều. Nhờ bàn tay dịu dàng của mẹ và sự kiên trì sắt đá, cương quyết của bản thân, Glenn đã có thể đứng dậy, đi bộ và ngạc nhiên hơn là cậu có thể chạy. Việc mà trước đây chẳng ai có thể tưởng tượng đến. Ở tuổi 12, Glenn đã trở lại trường học và tham gia các cuộc thi chạy tại trường. Cậu đã đánh bại tất cả các vận động viên khác ở độ tuổi của mình. Đây là câu chuyện về nhà vô địch Glenn Cunningham, người mà người ta từng không tin rằng cậu sẽ sống sót, sẽ không bao giờ đi lại được, sẽ không bao giờ có hy vọng bay nhảy, lại trở thành người chạy nhanh nhất thế giới với cự ly 1 dặm.
Nỗ lực của ông đã chứng minh bất cứ điều gì bạn tạo trong cuộc đời đều nằm trong tầm tay của bạn. Người duy nhất đặt ra giới hạn cho bản thân chính là chúng ta. Phát minh ra implant nha khoa. Vợ yêu à, báo cho em một tin mừng là thỏ cưng của em không sao rồi nha. Thật sao hả? Vậy mà em cứ tưởng nó sẽ không qua khỏi nữa chứ. Nó chỉ bị gãy xương đùi mà thôi. Anh đã đặt một trụ titanium vào xương đùi của nó để cố định tạm thời nơi gãy. Chỉ một thời gian nữa thôi là nó sẽ lành lặn như ban đầu và có thể chạy nhảy được rồi. Vậy thì em yên tâm rồi. Mày sướng thật đấy. Vợ tao có khi còn chẳng quan tâm đến tao nhiều như mày đâu. Cố gắng lên nha. 3 tháng sau. Mày đã được phục hồi rồi đó. Asuna, anh đi làm đi, em ở nhà vui vẻ nha. Anh xem con thỏ này, chân nó bình phục hoàn toàn rồi anh à. Vậy à, vậy là tốt rồi. Anh cũng lo vì phương pháp đặt trụ titanium là phương pháp mới. Chân nó gãy làm nhiều đoạn, nên bất đắc dĩ anh mới phải đặt cái trụ đó vào để cố định lại. Mà được mấy tháng rồi ta? Chân nó lành rồi thì phải lấy cái chốt titanium ra chứ, anh quên mất. Vậy à, thế anh mau lấy cái chốt đó ra đi, nhanh lên. Cũng phải được gần 3 tháng rồi chứ bộ. Ừ, thế lát nữa lúc nào rảnh, em mang nó đến viện cho anh nha. Giờ anh phải đi gấp rồi. Dạ vâng, em biết rồi. Anh à, tình hình sao rồi anh? Trước khi phẫu thuật, anh đã siêu âm và chụp X-quang lại cho nó. Xương của nó đã hoàn toàn bình phục. Nhưng vấn đề là cái trụ titanium anh đặt vào để cố định xương cho nó tháng trước giờ không thể lấy ra được nữa. Vì sao lại như vậy chứ? Bởi vì xương đã phát triển và bao bọc quanh cái trụ đó rồi. Bây giờ mà cố lấy ra thì sẽ làm tổn thương đến xương. Trời ơi, nhưng như vậy thì có làm sao không hả anh? Cái này anh cũng không dám chắc. Nhưng hiện tại anh thấy cơ thể của nó hoàn toàn khỏe mạnh và không bị ảnh hưởng gì bởi sự tồn tại của cái trụ xương trong đó. Em cứ mang nó về đi, chúng ta sẽ theo dõi thêm. Dạ vâng, em biết rồi. Theo như tài liệu kiểm tra sức khỏe tổng quát thì không phát hiện ra tác động xấu của trụ titanium lên cơ thể của con thỏ. Vậy có nghĩa là chất liệu này có thể tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể sống mà không gây ra tác dụng phụ gì. Liệu nó có thể ứng dụng trong điều trị khác ngoài nối xương được không ta? Alo? Anh có thể thu xếp về sớm được hay không anh? Em vừa bị ngã đập mặt xuống đất nè. Vậy anh sẽ về luôn đi. Em làm anh lo quá, đi đứng kiểu gì mà bị ngã thế? Em bị ngã đập mặt xuống đất, may mà không có bị gãy răng á. Lần sau em phải cẩn thận nha. Nếu mà bị gãy là không có răng nữa đâu. Vợ anh sẽ thành một bà già mốm mém đó. Em mà gãy răng thì em cũng sẽ cho anh gãy luôn, rồi cùng đi mua 2 hàm răng giả luôn á. Ok, chúng ta sẽ cùng đi mua răng giả vậy. Răng giả ư? Phải rồi, anh đã nghĩ ra rồi. Anh nghĩ ra cái gì vậy? Mấy ngày nay anh cứ băn khoăn mãi một điều. Trụ titanium đặt vào xương có thể tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể sống mà không gây ra bất cứ tác động xấu nào. Thì liệu nó có thể sử dụng trong ứng dụng khác được không? Và bây giờ anh đã nghĩ ra rồi. Nếu như một người nào đó không may mắn bị mất đi chiếc răng vĩnh viễn,
thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng trụ titanium làm chân răng nhân tạo để đặt nó vào xương hàm, thay thế cho chiếc răng bị trống. Như vậy, răng giả có thể cố định trong hàm và chắc chắn không thua kém gì răng thật. Nếu như anh làm được điều này, chắc chắn sẽ là một bước tiến trong y học, giúp cho nhiều người có thể cải thiện được tình trạng răng lợi của mình nữa. Ừ, anh sẽ trình bày ý tưởng này với các bác sĩ phẫu thuật và nha sĩ trong viện. Anh tin là mọi người sẽ rất hưởng ứng. Tôi phản đối. Trong lịch sử giao khoa từ trước tới giờ, chưa từng có chuyện đặt trụ kim loại vào hàm để làm chân răng. Ừ, nhưng tôi đã nghiên cứu rất kỹ mới dám đề xuất với quý vị. Trụ titanium hoàn toàn có thể tồn tại trong cơ thể một cách vô hại. Vậy tại sao chúng ta không ứng dụng nó trong việc trồng răng chứ? Tôi đã nghe báo cáo của cậu, nhưng tất cả đều là thí nghiệm trên một con thỏ. Mà cậu biết đó, thỏ với người là hai cá thể sống hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không thể bảo hiểm được. Anh nói đúng, nhưng thỏ hay người thì đều là những cơ thể sống còn gì. Nó không tác động lên thỏ thì cũng không tác động lên con người đâu. Đúng là điên rồ. Thỏ mà lại đi so sánh với người được. Tốt nhất là anh nên yên vị với chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình của mình đi. Sao lại lấn sân sang nha khoa làm gì? Hay là anh muốn được nổi tiếng nên thu hút sự chú ý bằng ý tưởng điên rồ này để đánh bóng tên tuổi? Các anh nói gì thế? Tôi chỉ thấy đây là một ứng dụng tốt nên muốn chia sẻ với mọi người mà thôi. Tốt nhất anh nên bỏ ý tưởng đó đi. Kìa. Nếu mọi người trong viện không đồng ý với cách làm của mình, mình sẽ trình bày ý tưởng này lên các cuộc hội thảo nha khoa. Sau khi bị các bác sĩ phẫu thuật và nha sĩ trong viện phản đối kịch liệt ý tưởng làm trụ răng kim loại, Perinda Barnemat vô cùng buồn bã. Ông tiếp tục trình bày ý tưởng của mình tại một hội thảo nha khoa, nơi quy tụ những bác sĩ hàng đầu trong ngành. Thế nhưng đáp lại sự nhiệt tình của ông chỉ là những lời lẽ chê bai và cười cợt. Nếu như mọi người không ủng hộ mình thì mình sẽ tự làm. Mình sẽ học thêm về kỹ thuật trồng răng và chắc chắn mình sẽ thành công. Sau thất bại liên tiếp vì bị giới nha sĩ cười chê, Perinda Barnemat vẫn không bỏ cuộc. Ông kiên quyết theo đuổi mục tiêu của mình. Ông còn đọc rất nhiều sách và nghiên cứu thêm về chuyên môn nha khoa. Giờ cô cảm thấy thế nào? Chiếc răng mới phù hợp chứ? Nó có khiến cô thấy khó chịu gì không? Dạ rất tuyệt vời. Tôi không nghĩ là răng giả lại có thể chắc chắn còn hơn cả răng thật như thế này. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tuyệt vời. Tôi thành công rồi. Thành công trong việc trồng răng bằng trụ titanium rồi. Cảm ơn cô đã tin tưởng và đồng ý làm bệnh nhân đầu tiên của tôi. Vào năm 1965, giáo sư Perinda Barnemat đã đặt implant đầu tiên cho nữ bệnh nhân người Thụy Điển và đã thành công. Theo thời gian, danh tiếng của vị giáo sư này càng tăng và những nhà đầu tư cũng đã bắt đầu quan tâm đến kỹ thuật mới này. Giáo sư Barnemat cũng đã thành lập công ty sản xuất implant dưới tên của mình. Sau đó, công ty của ông được công ty dược phẩm Nobel Thụy Điển mua lại và vẫn giữ tên là Barnemat Implant. Có thể nói, Perinda Barnemat chính là cha đẻ của implant nha khoa ngày nay. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của giáo sư Perinda Barnemat, một bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình người Thụy Điển. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.